Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video của mình. Nay mình tiếp tục tô ba con vật thứ hai là con vẹt, con cá và con ong mọi người nhé. Vẹt thì đầu tiên mình sẽ thích thân nó sẽ là màu xanh. Việt là màu xanh các bạn ạ. Còn thực tế ở đây mình thấy nó rất nhiều việt của việt thì thường là màu lông chim là màu xanh nhá. Mình sử dụng đây là màu xanh, màu xanh như là màu xanh lá mạ, rất là đẹp. Rồi hai cái một cánh này mình sẽ chọn màu tím, hay không mình sẽ chọn là màu xanh đậm. Xanh đậm cho hai cái cánh nữa nhé. Bộ dưới thiên thần. Vẹt là một loài chim mà có thể nói tiếng người. Nhưng mà nó huấn luyện nó rất tốt, nó tiếng người. Đó, đã xong đôi cánh nhá. Chân thì mình sẽ để về màu đen nhé. Chân màu đen này, mình sẽ để cho màu nâu thôi nhé. Màu vẹt to ngang người. Với thân của nó là màu khá là to. Như loại này đúng là thì mới thể nói được. Một phần cái viên nữa thì mình sẽ lựa chọn nó là màu xanh da trời nhé. Vẹt đã sắc màu rồi. Theo mình là chú cá. Cá cái màu gì ạ? Cá thì thường là màu cam các bạn. Các bạn phải thấy cá nuôi màu cam màu vàng. Mình sẽ lựa chọn màu cam. Với cá mình sẽ lại chọn nó một tí. Những màu đối lập khác nhau là rất là lỗi. Mình thường bạn thấy những con vật có một màu rồi. Nhưng mà khi chúng ta tô màu thì chúng ta làm sáng tạo cho những con vật này. Rất nhiều màu sắc. Đuôi cá mình sẽ lựa chọn một tím nhé. Đuôi cá mình sẽ lựa chọn một tím.
Tiết cá hay ghi thức để màu vàng rồi. Sẽ cho thôi cái này cho ăn bằng nút đỏ đi. Đây là ong hay bướm ấy nhỉ? Bướm á. Biết là gì mình sẽ có gì à? Ong này sẽ có thêm là màu đỏ. Đó. Rất là lộng lẫy nổi bật. Chú bướm này mình sẽ cho màu xanh nhá. Đấy, mình đã nói mình chưa biết thằng ong hay bướm mà. Mình vẽ màu xanh ở đây là mình tưởng tượng là con bướm. Tại vì thân nó sẽ là thân của con sâu bướm. Thì nó sẽ là thành con bướm nhỏ hơn. Nhưng mà có hai cái vòi, bướm có vòi đúng không? Màn cánh thì mình sẽ lựa chọn là màu cam nữa nhé. Màn cánh là màu cam này. Khuôn mặt của chỗ ong màu gì à? Không biết gì là màu hồng. Sau khi được phối màu lên thì trông rất là sặc sỡ, lung linh đẹp mắt. Tùy theo cách phối màu các bạn nhé. Đây là cách phối của mình sẽ mình thích. Đây thì cho những vật này trở nên động lại và màu của bạn thực tế thì nó không có màu này đâu. Số 8 hoàn thành nhé, cảm ơn.